Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Minh Trang Lily Official qua những video hướng dẫn về học thanh nhạc. Mình là ca sĩ Minh Trang Lily và hiện tại mình cũng đang là một giảng viên thanh nhạc. Nếu như các bạn là những người rất yêu thanh nhạc, bạn muốn tìm cho mình một cách hát hay hơn, hấp dẫn hơn thì đừng ngần ngại. Hãy like, share và subscribe kênh của Minh Trang Lily nhé! Để bắt đầu vào bài học mới ngày hôm nay thì Minh Trang Lily xin nhắc lại với các bạn một chút về video hướng dẫn trước. Đó là về cách mở khẩu hình và phát âm trong thanh nhạc. Các bạn đã tập đến đâu rồi? Các bạn đã biết mở khẩu hình làm sao cho đúng để khi mà mình nhìn thấy cái lưỡi gà của mình và cách nén hơi, mình kết hợp hai cái kỹ thuật đó để cho mình trở thành một cái sự nhuần nhuyễn và cái sự tự nhiên nhất có thể. Khi mà các bạn đã quen với việc nén hơi và mở khẩu hình đó thì các bạn sẽ tiếp tục được cái cách tiếp theo là cái cách phát âm. Phát âm thì hôm nay Minh Trang Lily sẽ hướng dẫn cho các bạn cách phát âm nhả chữ tiếng Việt và cách rung giọng trong thanh nhạc nhé. Nếu như các bạn đã nghe nhạc rất nhiều thì các bạn cũng hiểu được rằng là tiếng Việt cũng thực sự là rất khó để mình có thể thể hiện trong khi hát. Tại vì tiếng Việt có dấu và bắt buộc những cái dấu đấy thì nó phải tương đương với những cái nốt cao độ. Chính vì thế nếu như ví dụ như một dấu sắc mà cái cao độ lại thấp thì nó sẽ mình sẽ khó để có thể hát được chuẩn tính tả. Chính vì thế nó sẽ biến thành một cái từ ngữ khác và nó chuyển sang một cái nghĩa khác. Cho nên tiếng Việt rất là khó để thể hiện và để hát. Nhưng các bạn cần chú ý khi mà hát tiếng Việt, mình cần phải rõ chính tả, rõ lời và để cho khán giả hiểu được mình hát gì thì các bạn phải biết cách phát âm nhả chữ tiếng Việt cho chính xác nha. Và bài học ngày hôm nay thì Minh Trang Lily sẽ hướng dẫn các bạn thật kỹ về cách làm sao để các bạn có thể hát được tiếng Việt chuẩn và chính xác nhất. Tiếng Việt của mình thì nó có rất là nhiều cái sắc thái cũng như là cái ngữ điệu khác nhau. Đối với miền Bắc, miền Nam và miền Trung thì nó sẽ có những cái cách phát âm tiếng Việt khác nhau thì các bạn cũng đã biết rất là rõ rồi đúng không? Nhưng mà khi hát thì bắt buộc mình phải hát chữ quốc ngữ và mình phải hát làm sao cho đúng chính tả thì khán giả họ mới hiểu được. Ngoại trừ các bạn hát dân ca miền Trung hoặc là dân ca Nam Bộ thì các bạn có thể sử dụng tiếng vùng miền, nhưng khi các bạn hát một cái bản hát nhạc cơ bản thì bắt buộc các bạn phải hát chuẩn chính tả. Và để làm sao chúng ta hát được chuẩn chính tả thì trước tiên chúng ta phải phân tích được trong tiếng Việt nó có cách nhả chữ phụ âm đầu, nguyên âm và phụ âm cuối. Ví dụ chữ Việt Nam, phụ âm đầu đó là chữ V, nguyên âm là IE, phụ âm cuối là T. Thì các bạn sẽ phải hát như là đánh vần. Chẳng hát trong thanh nhạc, chữ tiếng Việt nó sẽ là V trước này, Việt, V, Việt, Việt, xong rồi mới đóng chữ tờ, chữ Nam này. Nam, Nam, N-A-M, Am, Nam, đóng chữ M, phụ âm cuối. Chàng nói lại nha, cái phần này nó hơi bị trừu tượng một chút, các bạn chú ý để nghe và các bạn chú ý để tưởng tượng và các bạn nhớ làm theo Minh Trang Lily nha. Khi mà chúng ta hát tiếng Việt thì chúng ta sẽ không hát luôn là Việt Nam, Việt Nam. Trong khi hát đó, nhất là những bài hát mà cần sự dàn trải và những cái bài hát mà cần sự ngân nga. Còn những cái bài hát mà nhạc nhanh đó, thì mình có thể hát chắc và từ thẳng luôn. Nhưng mà với nhạc chậm, nhạc ballad thì các bạn bắt buộc phải hát như đánh vần. Thì cái cách đánh vần trong thanh nhạc đó là phụ âm đầu, nguyên âm và phụ âm cuối. Chữ ví dụ chữ Việt Nam thì V, IE, T,
Ít Việt, chữ nam, n nguyên âm, a phụ âm cuối, m thì mình đóng chữ m cuối vào. Ví dụ Việt Nam, Việt Nam. Các bạn đã hiểu chưa? Nếu như chúng ta hát nhạc nhanh thì chúng ta có thể hát thẳng vào chữ luôn. Nhưng mà với những cái bản nhạc chậm, bài hát ballad hay là những cái bài hát mà cần sự rung giọng nhiều và cần ngân nga nhiều thì chúng ta phải hát như đánh vần, từ phụ âm đầu cho đến nguyên âm và đóng vào phụ âm cuối. Nếu như các bạn không đóng phụ âm cuối thì nó sẽ trở thành người ta nghe như bạn bị ngọng và người ta sẽ không hiểu được bạn đang hát gì. Ví dụ Trang không hát đóng phụ âm cuối nha. Việt Nam, Việt Nam trên đường chúng ta đi. Đó. Thì nếu như mà các bạn không đóng phụ âm cuối vào thì nó sẽ không rõ được là các bạn đang hát cái gì. Và các bạn, cái người nghe họ sẽ nghe giống như các bạn đang bị ngọng vậy đó. Nên bắt buộc các bạn phải chú ý đóng tiếng Việt, phải đóng phụ âm cuối nha. Chẳng hát nguyên một cái câu của bài Việt Nam trên đường chúng ta đi cho các bạn nghe này. Các bạn từng chữ một, không phải riêng chữ Việt Nam nha. Từng chữ một. Việt Nam, mở đóng chữ M, trên là có chữ N, là phụ âm cuối là chữ N. Đường là có chữ ng, chữ ng là phụ âm cuối, là các bạn phải đóng đóng vào phụ âm cuối để cho nó rõ lời. Và khi mà chúng ta hát nguyên một cái nốt nó có trường độ của nó thì các bạn phải đóng hát như là đánh vần. Ví dụ Việt Nam trên đường chúng ta đi, nghe gió thổi đồng xanh quê ta đó. Các bạn hiểu ý chăng chưa? Những cái từ không có phụ âm cuối, ví dụ như là ta, đi và đó, thì chúng ta có thể mở và không cần đóng phụ âm cuối. Tại vì chúng ta mở ra là người ta đã nghe là bạn đã nói biết hát chữ gì rồi. Các bạn chú ý cái kỹ thuật phát âm này thì các bạn sẽ sử dụng và áp dụng với tất cả những bài hát cơ bản và những cái bài hát hát với chữ quốc ngữ. Còn đối với dân ca thì Trang sẽ có một cái video khác để hướng dẫn cho các bạn sâu hơn. Còn đây Trang đang hướng dẫn cho các bạn về thanh nhạc, tức là cách các bạn nén hơi, cách các bạn mở khẩu hình và cách các bạn phát âm. Khi các bạn đã nhuần nhuyễn cái kỹ thuật này để nó trở thành một cái phản xạ vô điều kiện của các bạn, thì các bạn có thể áp dụng được tất cả những bài hát mà các bạn đang muốn hát, đặc biệt là những bài hát thính phòng, bài hát romantic và những cái bản ballad hoặc là những cái bài hát mà cần sự khoe giọng, nội lực thì các bạn sẽ có cách để thể hiện. Đối với nhạc nhanh thì chúng ta sẽ có một cách hát khác và Trang cũng sẽ dành một video khác để hướng dẫn các bạn cho những người mà yêu thích những cái bản nhạc remix hay là nhạc R&B hay là những cái bài hát mà dance có tiết tấu thì chúng ta lại có một cách hát khác. Nhưng với kỹ thuật cơ bản các bạn phải nắm chắc và các bạn phải biết áp dụng. Và sau khi các bạn đã nhuần nhuyễn và các bạn đã thể hiện tốt những cái kỹ thuật đó rồi, các bạn có thể sử dụng bất cứ một dòng nhạc nào mà các bạn có muốn hát. Các bạn sẽ khiến cho khán giả trầm trồ về những kỹ thuật và cũng như là cách thể hiện của mình đấy. Các bạn chú ý nhé, tiếng Việt của chúng ta rất là khó phát âm và tiếng Việt có dấu chính vì thế. Ví dụ như các bạn phải hát một cái bản nhạc nào mà cái nốt nó lại không phù hợp với cái từ tiếng Việt thì các bạn phải cố gắng bẻ bẻ lại cái nốt đó,
tức là mình sẽ thêm luyến hay là thêm độ feeling để cho mình có thể đánh được cái dấu chính xác của tiếng Việt. Cho nên các bạn cố gắng trước khi mình tập hát một cái bài hát tiếng Việt thì các bạn nên đọc lời của bài hát và đọc chính tả chính xác từng lời một, và các bạn sẽ phân tích từng lời một, từng chữ một để các bạn tìm ra cái cách phát âm tốt nhất cho cái bài hát đó. Để chúng ta tránh được cái việc mà khi mà chúng ta mải hát vào giai điệu thì chúng ta sẽ bị cuốn cái lời theo giai điệu và người nghe sẽ không hiểu được bạn đang hát gì. Việc hát lời Việt Nam thì các bạn phải chú ý một cái cơ bản nhất và quan trọng nhất, đó chính là rõ lời. Tại vì tiếng Việt thì rất là khó. Khi mà các bạn đổi thành một cái nốt, thành một cái dấu khác thì nó sẽ trở thành một cái ý nghĩa khác. Nên các bạn phải chú ý rất nhiều trong cách nhả chữ tiếng Việt nha. Và tiếp theo thì Minh Trang Lily sẽ hướng dẫn cho các bạn về cách rung giọng trong thanh nhạc. Đối với những bạn mà thường xuyên hát ballad hay là những bản romang thì các bạn sẽ cảm thấy rất là quen thuộc với việc rung giọng. Đúng rồi phải không? Nhưng mà đối với những bạn mà chuyên hát nhạc nhanh, chuyên hát nhạc dance hay là những cái bản R&B hay là EDM, các bạn sẽ hơi bị yếu về việc là hát làm sao cho nó rung giọng và truyền được cái cảm xúc của mình vào cái bài hát khi mà chúng ta phải hát một bản ballad. Một bản ballad thì cần một cái cách hát làm sao để người nghe cảm thấy cuốn mình vào. Cuốn mình vào và người nghe phải cảm được cái cảm xúc mà bạn đang truyền tải vào cái bài hát. Thì cái cách mà các bạn có thể truyền tải được cảm xúc của mình trong bài hát đó chính là cách ngân nga và rung giọng ở cuối câu để cho khán giả cảm thấy muốn nổi da gà khi nghe các bạn hát đó. Còn nếu như các bạn sử dụng cái kỹ thuật khi mà các bạn hát nhạc dance hoặc nhạc nhanh để hát với nhạc ballad thì cái cách hát của bạn sẽ bị ngắt 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 và nó sẽ không được liền mạch cũng như là đem được cái cảm xúc của mình đến với người nghe. Chính vì thế các bạn phải biết cách làm sao mình phân biệt khi mình hát nhạc chậm thì mình phải hát như thế nào và khi mình hát nhạc nhanh thì mình phải hát như thế nào, các bạn nhớ chú ý nha. Và bây giờ thì Minh Trang sẽ thị phạm cho các bạn kể về cái cách rung giọng. Ví dụ như Trang hát chữ trong luyện thanh này, no. Nếu mà Trang ngân mà không có rung nhỉ, no, ngắt. Các bạn thấy nó sẽ bị không cảm xúc không? Nhưng các bạn nếu như các bạn hát là dùng cuối câu thì các bạn sẽ cảm thấy nó sẽ mềm hơn rất là nhiều, đúng không? Bắt đầu chúng ta sẽ hát chữ no và chúng ta chưa rung liền. Nếu mà chúng ta rung liền thì người ta sẽ nghe như là mình cứ bị run rẩy đó. Khi mà mình chuẩn bị ngắt cái ca từ đó thì bắt đầu chúng ta sẽ rung ở cuối câu và nhỏ dần nha. Các bạn hiểu chưa? Bây giờ chúng ta sẽ thử với âm na nha. Đó. Na là chúng ta phát âm và sau đấy chuẩn bị kết thúc để chúng ta bắt đầu rung giọng. Nó bắt đầu rung nè. Đó, tức là Trang làm cho nó hơi hơi bị cường độ một chút để cho các bạn dễ hiểu, nhưng mà chúng ta khi mà chúng ta rung chúng ta đừng làm quá là như vậy, nó sẽ rất, nó không còn sự liền mạch nữa mà nó bị rời rạc và khiến cho khán giả sẽ cảm thấy rằng là mình hát hơi bị kỳ lạ đó nhé. Chúng ta rung thật nhẹ thôi chứ đừng rung quá.
Đóng. Đó, các bạn hiểu ý chưa? Các bạn làm theo Trang nhé. No, đó, nguyên câu là Trang sẽ không rung ở những cái nốt đầu tiên mà chúng ta chỉ rung ở kết câu thôi. Trong câu hát cũng như vậy. Hà nội mùa này. Đó là gần hết câu nè. Vắng những cơn mưa. Đó. Cái rét đầu đông. Gần cuối câu chúng ta mới rung. Khăn em bay hiu hiu gió lạnh. Đó. Các bạn chú ý và cố gắng tập theo Minh Trang Lily, và chúng ta sẽ cố gắng tập thật nhuần nhuyễn cái cách rung giọng và cái cách nhả chữ này sao cho thật chuẩn xác nha. Sau khi các bạn đã làm được cái kỹ thuật này rồi thì chúng ta sẽ chuyển đến những cái kỹ thuật khó hơn. Bây giờ Trang sẽ chọn một cái bài hát để thị phạm cho các bạn biết cách rung giọng cuối câu nó là như thế nào nha. Và bây giờ thì Minh Trang Lily sẽ thị phạm cho các bạn ca khúc Hà Nội mùa vắng những cơn mưa, để các bạn cảm nhận được cái từ nãy đến giờ Trang hướng dẫn các bạn về cách nhả chữ tiếng Việt và cũng như là rung giọng ở cuối câu như thế nào cho các bạn hiểu nha. Đây là Trang ví dụ nè. Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa. Cái rét đầu đông, khăn em bay hiu hiu gió lạnh. Đó, các bạn có cảm nhận được sau những cái kết câu của Minh Trang Lily đều có sự rung giọng không? Đối với những cái bản ballad hay là nhạc nhẹ thì bắt buộc các bạn phải có sự rung giọng ở cuối câu. Giữa hai câu hát nó có một cái sự kết nối và nguyên một cái bài hát thì khán giả họ sẽ cảm nhận được cái tình cảm mà các bạn đang muốn truyền tải tới cho khán giả nghe. Các bạn hãy cố gắng tập luyện phát âm trong tiếng Việt sao cho đúng chính tả, và chúng ta sẽ cố gắng tập rung giọng ở cuối câu để khi mà chúng ta hát những bản ballad hay là những bản nhạc nhẹ, những bản tình cảm cần sự cảm xúc rất nhiều thì các bạn sẽ có được những cái bài hát cũng như là cái cách trình bày, cách biểu diễn rất là hấp dẫn đấy. Nên là các bạn cố gắng tập theo những gì mà Minh Trang Lily đã hướng dẫn các bạn từ nãy đến giờ. Nên là các bạn hãy cố gắng đúc kết lại những kỹ thuật mà Minh Trang Lily đã hướng dẫn cho các bạn từ những cái video trước cho đến video này để chúng ta thật nhuần nhuyễn, và những video sau thì Minh Trang Lily sẽ hướng dẫn các bạn về những cái kỹ thuật sâu hơn, cách hát rõ ràng hơn để các bạn thể hiện được những cái ca khúc mà mình yêu mến một cách hay và chính xác nhất nha. Minh Trang Lily xin kết thúc video của Minh Trang Lily tại đây. Cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã theo dõi cũng như là ủng hộ Minh Trang Lily bằng cách like, share và subscribe kênh của Minh Trang Lily nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và rất mong mà những video của Minh Trang Lily sẽ giúp cho các bạn hát tốt hơn cũng như là thả niềm đam mê về ca hát nhiều hơn. Minh Trang rất mong rằng là các bạn sẽ comment vào phần bình luận về những thắc mắc cũng như là những nguyện vọng các bạn muốn Minh Trang Lily hướng dẫn để sau những cái video của Minh Trang Lily đến với các bạn một cách thực tế hơn và giúp ích cho các bạn nhiều hơn. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Tạm biệt các bạn nha.